Là mình có dặn con trai là cố gắng là đừng có yêu con nhà giàu có, chỉ là con nhà bình thường, mà nếu nghèo thì càng tốt, bởi vì họ sẽ quý tình hơn, họ sẽ gần gũi hơn, bởi vì mẹ chỉ là giáo viên thôi, mẹ không có tiền để cho các con. Thế nếu mà gia đình quá giàu có thì mẹ rất ngại vì mẹ sẽ bị kém về mặt kinh tế. Thì gia đình bình thường thì rất là tuyệt vời. Thế và tiêu chuẩn này thì mình cũng thấy là cũng có thể đạt được, vì gia đình thông gia của mình là gia đình quân nhân. Thế cho nên là gia đình giáo viên, cả hai vợ chồng, gia đình quân nhân, cả hai vợ chồng, thì mình thấy đúng là như là trời sắp xếp vậy. Và mình thấy mình rất là... Xin chào các quý vị khán giả. À, tôi là Nguyễn Kim Anh, tôi là giáo viên dạy môn ngữ văn của Hà Nội ạ. Tức là mình từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình luôn. Vâng. Wow. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mình năm nay 51 tuổi. Wow, cô trẻ quá, hồi nãy cô bước ra con tưởng trong đầu con nghĩ cô là con dâu á. Ủa vậy nó đây mẹ chồng Con chưa kịp hả? nhìn lên bạn này con thấy vui chứ sao trẻ dữ vậy. Dạ xin mời chị ạ. À, xin chào chú Quyền Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Và cũng chào toàn bộ khán giả. Con thì tên là Quỳnh Trang, hiện năm nay 26 tuổi và hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội ạ. Con đi cùng mẹ chồng Kim Anh đến đây tham dự chương trình ạ. Trang làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 2 năm hơn ạ. Hơn 2 năm ạ. Mình có em bé chưa? Dạ mới có một em bé 1 tuổi ạ. À, lúc mà mới cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô dâu tương lai của mình đó, thì cảm nhận về cô gái này như thế nào? Ngày mà mình được gặp con dâu lại đúng là ngày sinh nhật của mình, thì con trai đưa con dâu về để giới thiệu. Thật sự là mình rất là ưng. Ngoài ra thì trước khi mà con mình có người yêu thì mình cũng có những tiêu chuẩn đặt ra với con, là con nếu mà theo số phận thì mẹ cũng biết là phải đành, nhưng mà nếu chọn được thì con chọn người yêu theo những tiêu chuẩn sau đây. Thế mình có nên tiết lộ tiêu chuẩn không nhỉ? Người cứ nói, biết đâu đó là cái tiêu chuẩn mà nhiều người mẹ chồng cũng đang đặt ra cho con mình. Tức là một là con dâu của mẹ nên là có gia đình ở Hà Nội, quê gốc có thể ở đâu cũng được, nhưng mà gia đình nên ở Hà Nội Ở để gần. trong những cái ngày lễ Tết hay gì đó thì con trai mình sẽ không phải chạy đi quá xa, và con dâu mình thì được ở trọn vẹn với cả gia đình hai bên tại Rồi. thành phố. Tiêu chuẩn số Tiêu 1. số 1. Tiêu chuẩn số 2 là con phải tốt nghiệp đại học, bởi vì khi được học hành thì con sẽ có một cái nền tảng kiến thức nhất định. Tiêu chuẩn số 3 đó là con nên ưa nhìn. Con không cần phải quá xinh nhưng mà nhìn phải dễ thương. Đấy, tức là cũng có cái duyên. Thì cái đấy Tiêu số 3. con đạt được cả 3 tiêu chuẩn thì mình rất là thích. Và còn một tiêu chuẩn thứ tư là cái tiêu chuẩn là cũng xin nói luôn là mình có dặn con trai là cố gắng là đừng có yêu con nhà giàu có, chỉ là con nhà bình thường, mà nếu nghèo thì càng tốt, bởi vì họ sẽ quý tình hơn, họ sẽ gần gũi hơn, bởi vì mẹ chỉ là giáo viên thôi, mẹ không có tiền để cho các con. Thế nếu mà gia đình quá giàu có thì mẹ rất ngại vì mẹ sẽ bị kém về mặt kinh tế. Thì gia đình bình thường thì rất là tuyệt vời. Thế và tiêu chuẩn này thì mình cũng thấy là cũng có thể đạt được, vì gia đình thông gia của mình là gia đình quân nhân. Thế cho nên là gia đình giáo viên, cả hai vợ chồng, gia đình quân nhân, cả hai vợ chồng, thì mình thấy đúng là như là trời sắp xếp vậy. Nên mình thấy mình rất là may mắn. Và đó là bốn tiêu Bốn chuẩn tiêu của chuẩn. mẹ chồng tương lai đặt ra. Rồi mình có hỏi luôn lúc đó không? Có chứ, tiêu chuẩn thì mình phải dò xét ngay từ À, dò xét đầu. ngay từ đầu luôn. À, trời Là ơi. hợp hết luôn đúng không? Cha. May quá. Bốn tiêu chuẩn đó con có Chưa đủ. không? Lúc mà mình nghe mẹ nói bốn tiêu chuẩn chắc mình cũng áp lực dữ ha Trang hả? Không ạ, à, mẹ cũng không nói ra hẳn mà mẹ Mẹ chỉ kiểu dò hỏi hỏi thôi thăm. chứ ai hỏi thẳng. Không lẽ giờ gặp con ta mới vô, con có bốn tiêu chuẩn này không? Phải dò thông qua con trai. Cái lần đầu tiên mà Trang gặp mẹ chồng á, Trang có ấn tượng điều gì không? Thì lúc đấy là quen nhau được mấy tháng, thì đúng dịp vào sinh nhật của mẹ của người yêu thì anh ấy nói là em về tham dự sinh nhật cùng gia đình. Thì em lúc đấy cũng mới chỉ biết là mẹ của người yêu làm giáo viên thôi. Xong rồi cũng chỉ xem qua một vài bức ảnh, thì gặp thì thấy bác ấy rất là nhẹ nhàng, rất là tâm lý, nói chuyện rất là, tức là hỏi hỏi han ân cần ấy ạ. Thì em thấy rất là dễ chịu, thoải mái, không bị áp lực lắm ạ. Rồi sau đó về làm dâu thì thế nào hả cô? Những cái ấn tượng ban đầu rất là tốt đẹp, thì lúc con về con cũng nhẹ nhàng như thế, cho nên là mình thấy là hoàn toàn là thoải mái. Dạ. Nhưng mà bởi vì cô dâu còn trẻ quá, có gọi là đủ để làm dâu như đúng mực như các bà mẹ chồng hay là mơ ước không? Thế thì phải kể tội con một tí nhỉ. Tức là về mọi mặt thì tương đối là ưng hết rồi, chỉ có mỗi đúng một điều là con dâu mình hơi ít nói. Thế mà mẹ thì lại rộn ràng, mẹ lại nói nhiều,
Thế đâm ra là cũng mong là sau này con nói nhiều hơn. Con về con làm dâu mẹ chồng con thấy làm sao? Thì đúng là con cũng ít nói thật, bởi vì là bình thường con cũng con hay nói nhất là hay nói với chồng đấy ạ, còn kiểu như là với mọi người thì con cũng chỉ kiểu giao tiếp bình thường ấy ạ. À, kiểu như cũng không rộn, với cả vì mẹ chồng con là một người rất là rộn ràng vui vẻ, tức là luôn luôn vui vẻ và rộn ràng nên là con bị kiểu ít nói đi. Chính vì vậy con phải hòa theo chứ, nếu mẹ con nói vui thì con cũng vào luôn, con hòa theo cho nó vui. Thì con đang cố gắng đấy ạ. À, đang cố gắng. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì nhỉ? Chắc khoản là làm đẹp à mẹ? Hay làm là... đẹp này, rồi đi mua sắm. Vâng. Thôi hai mẹ con đừng làm đẹp nữa. Đẹp quá đẹp rồi. Đẹp rồi làm gì nữa. Làm đẹp rồi, hợp nhau về vấn đề gì nữa? Nấu cơm nữa ạ. Làm cơm thì hai mẹ con cùng làm. Yeah. Nhất là rửa bát nhỉ. Rửa bát thì nhà của mình như là một cái dây chuyền sản xuất ấy. Tức là con thì đứng rửa, mẹ thì đứng ở cái chậu rửa bên cạnh để tráng. Và cậu em trai, tức là em chồng của Trang đấy, thì là đứng úp. Thế là ba người cùng làm, ngày nào cũng như ngày nào, bữa nào cũng thế. Hay nhỉ. Ở nhà thì Trang có hay nấu cơm cho gia đình mình không? Thường thì là mẹ nấu là chính, sau đấy em phụ. Ừ. Nhưng mà những hôm mà mẹ đi vắng thì em có làm chính á. Tại vì nhà thì có mỗi hai mẹ con là phụ nữ thôi, còn lại là ba này, rồi chồng này, rồi con trai, rồi em trai. Thì có hai người phụ nữ rồi thôi. Khi mà con nấu nó có hợp khẩu vị với mẹ chồng, với mọi người không? Cũng thường thì là lúc mà con mới sang bên này thì là mẹ hướng dẫn là bên này ăn vị như thế nào để con có điều chỉnh theo. Ví dụ như hồi ở con ở bên nhà mẹ đẻ thì là con nấu mặn hơn, nhưng mà sang đây mọi người ăn nhạt thì con đã điều chỉnh có vẻ như là cũng hợp nhỉ mẹ nhỉ. Nấu lạc bớt đi. Mình cảm giác có gì mình chưa hợp không? Con cứ nói đi. Chưa hợp thì chắc là hai mẹ con ít có thời gian dành cho nhau ạ. Bởi vì kiểu như ở chung nhà nhưng mà mẹ rất là bận ấy ạ, bận việc ấy ạ. Mà con thì mới sinh em bé xong thì con lại ở nhà trông em bé nhiều. Nó cũng có ít có thời gian là kiểu giao lưu, nói chuyện, chia sẻ với nhau với cả vâng. Rồi chăm sóc con cái, ăn uống thì bà có chăm không? Con làm hết ạ, bà đi làm hết đấy. Vâng. Yeah. Chàng lo toàn bộ đấy ạ. Yeah. Thì chuyện đấy thì lại cũng có một chút mâu thuẫn nhỉ. Nhưng mà nó thiên về cái việc mâu thuẫn xã hội cũng đều như vậy cả ấy. Yeah. Tức là hiện nay các cô con dâu thì nó có hai xu hướng. Mình nghĩ về điều này rất nhiều. Một là các cô con dâu phó thác luôn cho mẹ đẻ hoặc mẹ chồng lo hết. Hai là các cô rất là giỏi và khéo, tự đọc sách, tự tìm trên mạng, xong tự nuôi con theo kiểu người Nhật. Yeah. Rồi theo cách của mình. Thế thì kiểu thứ nhất là các cô con dâu làm biếng, còn kiểu thứ hai là các cô chăm chỉ thì cô tự lo, thì con dâu mình lại thuộc vào cái tuýp thứ hai. Mà khi đã chăm chỉ theo sách của người Nhật này, rồi theo các cách nuôi con hiện đại, thì kể cả mẹ đẻ cũng như là mẹ chồng trở nên lạc hậu. Thì cái cách mà chăm con là chắc có những lúc con cũng không ưng. Ví dụ đến là nhắc là mẹ đẻ đến cũng nhắc mẹ đẻ phải rửa tay bằng cồn. Ừ. Mà tao vừa rửa tay bằng xà phòng rồi thì vẫn chỉ vào cái cồn khô để rửa một lần nữa mới được bế vào em bé. Thì những cái đấy là các mẹ có vẻ không vui, có đúng không nhỉ? Bà thông gia cũng có mặt ở đây ạ. Thì nhưng mà vẫn phải theo. Thì các mẹ ngày xưa là quen cuối bột thì bây giờ các con đã cho ăn theo cái hình thức khác. Thì đấy là có một chút mà kể cả mẹ đẻ cũng như mẹ chồng là cũng phải nắm tay nhau và thôi để cho các con nó tự ý đấy. Mẹ đẻ thì ít buồn, nhưng mà đôi khi mẹ chồng đó, tại vì mẹ chồng con là hay đi dạy suốt ngày, không có quan tâm, ít có nhà thôi. Vâng. Chứ những mẹ chồng nằm ở nhà đó thì họ dành lấy chăm sóc cháu của họ. Vâng. Và khi họ chăm sóc cháu á thì nó xảy ra mâu thuẫn là mẹ muốn chăm con thế này, con lại muốn chăm con thế kia, thường nó xảy ra mâu thuẫn như đó. Nhưng may đây là mẹ chồng con là đi dạy suốt ngày nên nó xảy ra chỗ đó thôi. Vâng. Nhưng mà nào giờ mình có buồn mẹ mà mình chưa nói cho mẹ nghe không? Thực ra là cũng không phải là buồn gì, mà chỉ là kiểu hai mẹ con chưa bắt nhịp được để con có thể gọi là chia sẻ tâm sự với mẹ nhiều hơn. À. Thì cái đấy là con cũng nghĩ là về phần của con chưa gọi là mở lòng được hết. Thì đấy là cái điều chắc là duy nhất mà hai mẹ con đang gọi là vướng vào nhau. Điều này thì chúng ta còn ở lâu mà, ở cả đời mà. Vâng. Nên phát triển cái sự chia sẻ và tạo cái sự gần gũi kết nối nhiều hơn nữa. Vâng ạ. Với lại mẹ chồng nàng dâu cũng nên dành nhau những cái buổi mà chúng ta đi siêu thị chung. Vâng. Rồi chở đi chung, rồi thậm chí là ngủ chung, mình ôm nhau mình tâm sự giống như hai người bạn vậy, thì chắc chắn là cái sự yêu thương nó sẽ đông đầy hơn. Dạ, nữa. Dạ đúng rồi. Mình phải nghe lời chú Quyền Linh con vâng ạ. Tại vì cái việc ôm nhau ngủ mình lại giao cho con trai mình hết rồi. Nhưng mà vậy cũng được đâu, lâu lâu cũng phải dành lấy con dâu mình. Đó, sự gắn kết thôi. Thành vâng là con đừng có ngại. Mẹ con là người rất là năng động đó. Vâng ạ. Thành là con cứ thế
cứ đu trend theo mẹ không? Không biết là mẹ có bao giờ tặng cho Trang những cái món quà nào mà nó ý nghĩa, nó vui vui, nó hay hay không? Mẹ vì là giáo viên dạy văn cấp 3 ấy ạ, nên là hồi mới về thì mẹ cũng thỉnh thoảng up ảnh xong mẹ làm thơ tặng con dâu nữa. Thì xong rồi đăng lên trên mạng xã hội. Đấy, thế là mọi người, hồi đấy em đi làm chưa sinh em bé, thế là cũng mọi người bảo ôi có mẹ chồng tâm lý quá, với cả viết thơ, làm thơ tặng con dâu. Thế là mọi người cũng dành lời khen nhiều. Đâu làm bài thơ nào đã từng đọc tặng con dâu không? Cũng có mấy bài, nhưng có khi là xin được phép đọc một bài được không ạ? Dạ được ạ. Bài đấy là mình rất là hạnh phúc khi mà con sinh em bé, là mình cho mình được lên chức bà nội ạ. Đấy là bài Sống Chung Với Mẹ Chồng. Lấy tên theo tên phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, vì người ta nghe người ta thấy đã hãi rồi, nên mình sẽ lấy cái tên đó để nói về mối quan hệ trong gia đình mình. Không mang nặng đẻ đau, chưa một lần cháo sữa, chưa một lần kèm bài vở mà được làm mẹ con. Con thật xinh thật hiền, mẹ lúc nào cũng bận, ơn trời cho phúc phận có con dâu biết điều. Ơn cha mẹ con nhiều, nuôi dạy con tặng mẹ, con lại tặng cháu yêu, biết ơn con khôn kể. Sống với mẹ chồng thế, có nhờ được mấy đâu, nhưng tin nhé một câu, lòng yêu con luôn thật. Ngọt ngào quá. Đầy cảm xúc ha, đôi khi cũng lãng mạn ha. Mà chú tiết lộ một thông tin nữa là cái gia đình này nè, có một cái đoạn clip rất là hot ở trên mạng, cả gia đình hát, mà hát trong ngày cưới của hai vợ chồng phải không ạ? Lạ hơn nữa là không phải hát bình thường đâu, đọc rap cơ. Có không? Có. Vậy cả gia đình văn nghệ sĩ luôn hả? Ừ, chú có thấy người phụ nữ này mà đọc rap chưa? Chưa. Vậy mà đọc rap đó. Tại vì dạy văn đọc rap nó không có hợp. Thì bởi vậy mới nói lạ vụ đó đó chú. Đâu đâu đâu, cô đọc thử đoạn rap xong. Bây giờ chắc là không đọc được rồi. Chỉ mời mọi người là có thể xem ở trên YouTube ạ. Bây giờ thì để xem coi chồng con sẽ nói gì về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nha. Khi mà gia đình em được chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu mời tham gia thì ban đầu em cảm thấy rất là háo hức. Không biết là đặt hai mẹ con vào cái bối cảnh gọi là đối đầu như kiểu người ta hay nói là mẹ chồng nàng dâu thì nó sẽ như nào, thế là em mới thuyết phục hai người là tham gia ngay. Thật ra thì về mặt gọi là mâu thuẫn thì mẹ chồng nàng dâu ở nhà em thì cũng không có gì mâu thuẫn, chỉ có một cái hơi khác biệt là mẹ em lúc nào cũng tưng bừng rộn ràng, cười nói phơ lớ, còn vợ em thì hay bị kiểu bị cảm xúc chi phối hơi nhiều ấy. Đôi khi có một cái vấn đề gì nó không được hài lòng lắm, không phải về chuyện gia đình đâu, chuyện ngoài cuộc sống hay ngoài xã hội thôi, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng, rồi tự nhiên cả ngày nó cứ vợ em cứ kiểu buồn rũ rượi, rồi nó làm trở nên bị ít nói, rồi ít giao tiếp, nhiều khi là đứng giữa thì cũng không biết là phải giải quyết thế nào. Nhưng mà cũng may là có chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì có khi mọi người lại có thể cởi mở và nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Thì đấy, em cũng muốn là qua chương trình thì hai mẹ con mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và rất là yêu thương hai người phụ nữ gọi là quan trọng nhất cuộc đời. Trai có vẻ lanh nhỉ. À, YouTuber đó hả? Vâng ạ. Đây là một cái cậu con trai rất là năng động đây. Hôm nào á là cậu con trai này cần làm một cái clip đọc rap giữa mẹ chồng với nàng dâu. Tôi đây đích thực mẹ chồng, tôi đây là nàng dâu, ha, lâu lâu có chuyện vui chuyện buồn. Yeah yeah yeah. Thí dụ như thế. Hôm nay thì mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì và phát triển một cái gì mới không? Thì vẫn như là đã chia sẻ, mẹ muốn con là cởi mở hơn nữa. Thế và mẹ cũng sẽ bớt rộn ràng đi một tí để con có chỗ cho con. Cũng có khi vì mẹ nói nhiều quá mà con không còn chỗ. Thế ngoài ra thì mẹ cũng muốn nhắn nhủ cho mẹ và cả mẹ Thư, tức là mẹ đẻ của con ấy, là mẹ đã nuôi được anh Nhật Anh và mẹ Thư đã nuôi được con, thì cũng tin các mẹ khi giao cháu cho mẹ, không cứ lo là các mẹ không biết chăm cháu theo kiểu hiện đại ấy, thì làm các mẹ nhiều lúc cũng hơi tổn thương. Rồi cô dâu, cô muốn nói gì với mẹ chồng không? Con thì muốn là mẹ bớt việc đi để có thời gian dành cho bản thân, quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, bởi vì bây giờ mẹ cũng làm việc quá nhiều. Bây giờ mình cũng đến cái tuổi mà có thể là buông lỏng hay là nghỉ ngơi hay là hưởng thụ cùng gia đình rồi, thì mình có thể làm bớt đi một chút để có nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho bản thân. Rồi. Con ơ mẹ, hứa mẹ, nãy mẹ mong muốn cái gì đó, hứa với mẹ đi.
đó, con sẽ cố gắng mở lòng để có thể chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Đó, cố gắng. Hôm nay có bà Xui cũng tham gia chương trình. Thôi mời bà Xui cũng lên đây luôn. Hả? Mời bà Xui lên đây luôn. Bây giờ bà Xui cũng đã nghe câu chuyện thế này. Dạ. À, bà Xui có ý kiến gì không ạ? Dạ, xin chào khán giả của đài truyền hình, chào anh Quyền Linh và MC ạ. Dạ. Tôi thì tên là Phương Hoa Thư, hiện tại thì đang công tác trong quân đội. Hôm nay khi mà con báo là con có được mời quay trong này thì mẹ bảo là thế thì mẹ cũng xin nghỉ phép để mẹ đi. Chủ yếu là mẹ đi để mẹ muốn được vào trường quay thực sự, bởi vì xem trên YouTube rất là nhiều rồi, nhưng mà vào trường quay thực sự thì vẫn sướng hơn. Hôm nay ngồi trên này rất là vui ạ. Khán giả cho một tràng pháo tay cho mẹ con. Dạ, thì chứng kiến từ bấy đến bây giờ thì cũng như là chị Kim Anh đã tâm sự ạ. Thì cũng sinh con ra và khi con lớn thì cũng gọi là gả chồng thì được về làm dâu gia đình nhà mẹ Kim Anh ạ. Thì gia đình bên nhà rất là vui. Thì cả quá trình hơn 2 năm thì gia đình hai bên không nghĩ là thông gia mà nghĩ giống như chị em ạ. Mà hôm nay lại được chứng kiến rằng là mẹ chồng nàng dâu ở trên sân khấu bằng những cái lời lẽ rất là tình cảm và thật lòng ấy. Thì bản thân em chỉ mong muốn rằng là con cái sẽ được mẹ Kim Anh gia đình là chăm sóc chu đáo, và con cũng phải có bổn phận của là con thì cũng thật là tốt ạ. Dạ vâng. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng để nhớ mình có tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Dạ. Con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà ha. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, còn đây là Yakio cân điện tử ạ. Dạ, xin gửi tặng cô ạ. Dạ. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và con nghĩ đây là món quà có thể lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình mình ngày hôm nay luôn. Và đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cả gia đình đã đến tham gia chương trình ạ.